Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính ngạo nghễ, còn Mỹ thì lại phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam. Đài Á Châu Tự Do RFA vào ngày 18 tháng 9 cho biết, nhắc lại chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, đến thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ trong chuyến thăm chính thức vào năm 2015 và gặp Tổng thống Obama. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Mỹ phải thừa nhận chế độ, thể chế chính trị của chúng ta. Phát biểu của ông Phạm Minh Chính được đưa ra khi gặp gỡ cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố San Francisco, tiểu bang California vào tối ngày 17 tháng 9, nhân chuyến công tác để tham dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ. Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi gặp cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở thành phố San Francisco, California tối ngày 17 tháng 9. Ông Phạm Minh Chính nói rằng trong tuyên bố chung của hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ cũng nói rất rõ là Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Chính vì sự tôn trọng này nên Tổng thống Biden đã đến Hà Nội theo lời mời của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cũng chính Tổng Bí thư Trọng là người chủ trì trong lễ đón chính thức và hội đàm ngay tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính không đề cập tới lý do vì sao ban lãnh đạo Hà Nội là bên chủ động và thậm chí phải nài nỉ để Hoa Kỳ nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Như tuyên bố của Tổng thống Mỹ Biden với cử tri Mỹ vào tháng 7 năm 2023, trước chuyến thăm Việt Nam, ông Tổng thống Mỹ đã khẳng định lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, vừa điện đàm và bày tỏ mong muốn mời ông ghé Hà Nội trong chuyến công du châu Á 5 ngày vào trung tuần tháng 9 năm 2023. Tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, ở thời điểm đó, theo dự kiến, Mỹ chỉ nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt Nam và Mỹ lên một cấp là đối tác chiến lược mà thôi. Nhưng ông Nguyễn Phú Trọng mong muốn và đề nghị nâng vượt cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hình ảnh bản tin của đài RFA về sự kiện ông Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng gốc Việt ở thành phố San Francisco. Về lý do khiến Hà Nội hết sức mong muốn và nài nỉ Washington, học giả nhà nghiên cứu Biển Đông, ông Trương Yên Tuấn từ Paris thì cho rằng sau 3 năm phong tỏa do Covid, nền kinh tế của Trung Quốc đang trên đà sụp đổ và quyền lực của ông Tập, tức là Tập Cận Bình, bị thách thức. Bởi vì Việt Nam lại dập khuôn mô hình phát triển của Trung Quốc, ta có thể nói Việt Nam và Trung Quốc đắp chung chăn, ngủ chung giường. Việt Nam ngủ trong chăn mới biết chăn có giận. Việt Nam áp dụng tư tưởng Tập Cận Bình ít ra là từ năm 2013 cho đến nay. Cốt lõi của tư tưởng Tập là sửa chữa những sai lầm, đồng thời hoàn chỉnh lại chủ nghĩa Mác-Lênin. Tập đã lấy kinh nghiệm từ thời sụp đổ của Liên Xô và hệ thống chủ nghĩa xã hội tại châu Âu để đề ra một phương cách quản lý nhà nước. Áp dụng tư tưởng này, Trung Quốc phát triển từ 6 đến 8% mỗi năm. Và sáng kiến vành đai và con đường của Tập Cận Bình cũng đã chinh phục được khoảng 80% quốc gia trên thế giới. Dự án Made in China, sản phẩm Trung Quốc với chất lượng cao cũng đã thành công ở một chừng mực nào đó. Vấn đề là Việt Nam đã nhận thấy nguy cơ với mô hình phát triển kiểu Trung Quốc có thể sẽ phá sản và sớm sụp đổ. Ta thấy kinh tế Việt Nam hiện nay đang có nhiều bệnh tật giống y như bên Trung Quốc vậy. Trung Quốc sụp thì không có gì ngăn cản rồi, Việt Nam lại cũng sụp theo. Vì vậy Việt Nam phải quay xe, ra dấu muốn làm thân với Mỹ. Còn về lý do vì sao tăng hai cấp quan hệ, theo học giả Trương Nhân Tuấn, tăng một lần hai cấp ngoại lệ của mọi ngoại lệ. Nhưng Việt Nam, như thực ra là ông Trọng, đã đi một nước cờ rất siêu. Việt Nam ngả qua Mỹ có thể giúp Trung Quốc giải quyết nạn khan hiếm sản phẩm bán dẫn do Mỹ cấm, đồng thời cũng sẽ giúp hàng hóa Trung Quốc quá cảnh Việt Nam, đóng dấu Made in Việt Nam trước khi qua Mỹ. Hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Biden tại một sự kiện trọng thể trong chuyến thăm Việt Nam vào hồi tháng 9 năm 2023. Cũng xin nhắc lại, tại hội nghị G7 mở rộng ở Nhật Bản diễn ra vào hồi tháng 5 năm 2023, trước đây. Việt Nam được nước chủ nhà Nhật Bản mời tham gia trong tư cách là thành viên mở rộng. Tại đây, ông Phạm Minh Chính khẳng định lãnh đạo Việt Nam đi đâu cũng không lép vế nữa. Ông nói, ta đi đâu họ cũng phải đến mà trao đổi, họ nói chuyện, họ chào. Ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gặp tôi là chào Việt Nam, thế giới thì đang khủng hoảng, nhưng Việt Nam thì rất ổn định. Việt Nam là hình mẫu cho sự phát triển và ổn định. Theo giới quan sát, một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, song một nửa sự thật không phải là sự thật. Câu chuyện kể trên về thực chất chỉ là chuyện của những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam ngạo nghễ để muốn lấy lè với Bắc Kinh mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Vì sao Phạm Minh Chính ngạo nghễ, Mỹ thì lại phải thừa nhận thể chế chính trị của Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có tiếp tay cho chùm cuối Việt Á hay không? Theo tờ báo Việt Nam Express vào ngày 17 tháng 9, chỉ vài giờ về đến Hà Nội sau chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính lại khởi hành đi Mỹ để tham dự phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 và kết hợp các hoạt động song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông Chính dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu, trong đó có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng vừa đi thăm Bắc Kinh cùng thời điểm với ông Phạm Minh Chính, nhưng trong một chuyến đi riêng biệt. Tờ báo Việt Nam Express cho biết trong lịch trình làm việc của ông Phạm Minh Chính từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 9 tại Mỹ, dự kiến ông Phạm Minh Chính có cuộc gặp lãnh đạo chính quyền, Quốc hội Mỹ và tham dự một số hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Song không rõ liệu Tổng thống Mỹ Biden có đón tiếp ông Phạm Minh Chính hay không sau khi hai nhà lãnh đạo mới gặp nhau vào hôm 11 tháng 9 tại Hà Nội. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính ở sân bay Nội Bài trước khi đi Mỹ. Theo giới quan sát, việc ông Phạm Minh Chính đi dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được coi là điều bất thường. Vì theo thông lệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ đảm nhận trách nhiệm này hàng năm. Không rõ vì sao ông Võ Văn Thưởng không đi Mỹ dự họp mà lại để ông Phạm Minh Chính quá bận rộn trong các chuyến đi con thoi giữa Trung Quốc, Hoa Kỳ và sắp tới là Brazil ngay sau đó. Trong khi đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thì lại có vai trò khá mờ nhạt trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden vào trung tuần tháng 9 vừa qua. Trong khi tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 77 vào năm 2022, ông Phạm Bình Minh, khi đó là Phó Thủ tướng Thường trực, đã thay mặt cho cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trước đó cũng đồn đoán cho rằng ông Phúc sẽ bị thất sủng do dính líu tới vụ án Việt Á. Được biết, tin đồn về việc ông Nguyễn Xuân Phúc mất ghế Chủ tịch nước đã rộ lên từ hồi giữa năm 2022. Khi đó, những suy đoán vô căn cứ cho rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của Chủ tịch nước, là chùm cuối trong vụ Việt Á. Thời điểm đó, mạng xã hội dâm gian tin đồn rằng vợ Chủ tịch Phúc bị cấm xuất cảnh trước khi ông Phúc rời Hà Nội trong chuyến thăm Nam Hàn hồi cuối năm 2022. Sau đó, ông Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức mất ghế Chủ tịch nước ngay trước thềm Tết Quý Mão vào năm 2023 và ông Võ Văn Thưởng được chỉ định thay thế vào. Cận cảnh, Chủ tịch Võ Văn Thưởng, vợ chồng ông Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Văn Thao, con trai Văn Cao trong đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Văn Cao. Rồi lại rộ tin đồn rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cựu Thủ tướng, cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị giam lỏng ở Hà Nội để điều tra cáo buộc đã nhận 1.400 tỷ đồng từ công ty Việt Á. Và mới nhất trên mạng xã hội lại chia sẻ các tin tức cho rằng bà Thu, phu nhân của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã qua đời tại trại giam B14 của Bộ Công an. Số đông trên mạng xã hội tin vào tin đồn vừa kể và tích cực chia sẻ tin đồn vô căn cứ này. Trong khi đó, thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết vợ chồng cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện vào tối 20 tháng 8 trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Văn Cao. Đêm nhạc Đàn Chim Việt này diễn ra vào tối ngày 20 tháng 8 tại Nhà hát lớn Hà Nội do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức. Dưới sự chủ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các hiệp hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Tờ báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 8 đưa tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự đêm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Văn Cao. Trong đêm nhạc này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng nhiều quan khách, gia đình nhạc sĩ Văn Cao, giới văn nghệ sĩ và những người ái mộ và hàng trăm khán giả khác đã tham dự đêm nhạc cả ở trong khán phòng Nhà hát lớn lẫn ở quảng trường Cách mạng tháng 8 ở phía trước nhà hát này. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ sau đêm diễn. Xin nhắc lại, nếu không thực sự bị đổ tội oan, thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ không bao giờ dám nói trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 tôi chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng. Và nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, tôi đã có đơn xin thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu. Ông Phúc còn khẳng định gia đình tôi, vợ, các con tôi không tư lợi, tham nhũng liên quan đến Việt Á, chưa bao giờ gặp Giám đốc Việt Á. Điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng. Đáng chú ý là chi tiết, điều này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận rõ ràng, được ông Phúc đưa ra khi đó đã làm cho dư luận râm ran bàn tán. Khi tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin về đêm nhạc Văn Cao diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội, với sự góp mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân, không biết còn ai tin rằng bà Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân nguyên Chủ tịch nước, là trùm cuối trong vụ Việt Á nữa hay không? Không nhẽ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dành sự ưu ái cho một kẻ tội phạm là trùm cuối trong đại án Việt Á hay sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp tay cho trùm cuối Việt Á hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d